Công ty cổ phần dược phẩm Vinapharma Group với nhà máy sản xuất Tadafaco là một công ty hàng đầu về sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như nước ép tinh chất cần tây Green Beauty, ngũ cốc dinh dưỡng Ketoid, tinh dầu thảo dược Thiên Vương Hớp, cần tây Green Beauty vị cà phê, siro ăn ngon Thiên Vương An Vị, siro ho Thiên Vương Phế và các loại siro thảo dược thiên nhiên. Hỗ trợ tốt cho người thừa cân béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, huyết áp, đau dạ dày, đại tràng, táo bón, rối loạn tiêu hóa, rối loạn nội tiết tố, sạm da, nám da, người suy nhược cơ thể, mới ốm dậy cần bồi bổ, người đang trong quá trình ăn kiêng để giảm cân, người bị đau nhức xương khớp do tuổi già, sưng bầm do chấn thương, người bị côn trùng cắn, người bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, say tàu xe, cảm mạo, trẻ em biếng ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, kém hấp thu và chậm phát triển trí não, người bị ho khan, ho có đờm, viêm họng, rát cổ, viêm phế quản. Với mục tiêu là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người Việt bằng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có giá trị dinh dưỡng cao nhất, chất lượng tốt nhất, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi cả thế giới đang chung tay nâng cao ý thức cho cộng đồng về việc chăm sóc sức khỏe, tăng cường miễn dịch chống lại bệnh tật. Và Việt Nam cũng là một trong các quốc gia có ý thức cao trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh an toàn sức khỏe cho con người đang được chú trọng, thị trường dược phẩm vì thế cũng ngày càng có nhiều tiêu chuẩn khắt khe đối với các sản phẩm được lưu hành, nhằm mang đến các sản phẩm chất lượng, hiệu quả, an toàn, giá thành hợp lý cho người tiêu dùng. Công ty cổ phần dược phẩm Vinapharma Group đã xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP WHO do Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm cấp phép số 56 năm 2020. Vinapharma Group coi đây là hướng đi đúng đắn nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, giúp tăng niềm tin, uy tín của công ty đối với khách hàng và người tiêu dùng. Nhà máy Tadafaco sở hữu dây chuyền công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để nhà máy đưa các dòng sản phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế và đáp ứng được nhu cầu trong nước. Với diện tích quy mô lớn, nhà máy có đầy đủ các phòng ban, sơ đồ tổ chức một cách chuẩn và chuyên nghiệp. Đi từ ngoài vào phòng thay đồ sạch, qua phòng thổi bụi, vào các phòng sản xuất của nhà máy sẽ thấy toàn bộ quy trình sản xuất của nhà máy đều được phôi trùng tuyệt đối cùng hệ thống nền sơn không gây bám bụi. Đây là quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, thực hiện sản xuất đạt hiệu quả tốt của Bộ Y tế, giúp sản phẩm của công ty luôn đảm bảo chất lượng. Cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, các giáo sư tiến sĩ không ngừng nỗ lực nghiên cứu ngày đêm để đưa ra thị trường các sản phẩm tốt nhất phục vụ cho cộng đồng. Công ty có đầy đủ phòng kiểm nghiệm, phòng nghiên cứu có chức năng kiểm nghiệm nguyên liệu đầu vào và thành phẩm trước khi xuất xưởng để đảm bảo hàng ra thị trường đã được kiểm soát bởi những yêu cầu khắt khe nhất nhằm phục vụ đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất, giá trị nhất với giá thành hợp lý nhất. Các sản phẩm của công ty dược phẩm Vinapharma Group được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, máy móc được nhập khẩu từ các nước có công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới như Đức, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc. Quy trình sản xuất được khép kín vô trùng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, nhà máy còn đạt tiêu chuẩn về quản lý chất lượng ISO 22000-2018 do Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng, Hội Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam chứng nhận. Nhà máy có liên kết với Viện Kiểm nghiệm Quốc gia để kiểm soát nghiêm ngặt nguyên liệu đầu vào của từng sản phẩm và chất lượng sản phẩm đầu ra trước khi xuất xưởng. Các sản phẩm của công ty dược phẩm Vinapharma Group được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đánh giá cao. Tiêu biểu phải kể đến là sản phẩm nước ép tinh chất cần tây Green Beauty. Sản phẩm của công ty dược phẩm Vinapharma Group sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đây là sản phẩm với sự kết hợp đột phá là công trình nghiên cứu sau nhiều năm của đội ngũ giáo sư chuyên gia hàng đầu của nhà máy. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa các thành phần vàng cho sức khỏe của con người như nước ép tinh chất cần tây cùng diệp lục, tảo xoắn, collagen, glutathione. Nhờ đó, Green Beauty có công dụng to lớn trong việc gìn giữ làn da vóc dáng cho phụ nữ, giảm đường huyết, mỡ máu, tốt cho người bị gan nhiễm mỡ, tiểu đường và huyết áp, hỗ trợ các bệnh lý do rối loạn tiêu hóa như táo bón, đau dạ dày, đại tràng, cân bằng nội tiết tố, thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố và ngăn ngừa phòng chống ung thư. Nước ép tinh chất cần tây Green Beauty được sản xuất từ nguồn nguyên liệu cần tây hữu cơ, được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap tại nông trại công nghệ cao. Nhờ đó, nguồn nguyên liệu đầu vào luôn đảm bảo 100% organic, sạch và có giá trị dinh dưỡng cao đã được kiểm định khắt khe. Cần tây là loại rau xanh có hàm lượng dinh dưỡng cao, rất giàu vitamin và các khoáng chất, chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe con người, được sử dụng rộng rãi để chữa nhiều bệnh lý cho con người.
là sản phẩm đồ uống quốc dân không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp làm đẹp và bảo vệ sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch cho con người. Kế thừa từ di sản tinh túy của dòng sản phẩm nước ép Cần Tây chứ danh của tập đoàn dược phẩm Vinapharma Group, Cần Tây cà phê ra đời được tuyển chọn khắt khe từ những cây cần tây khỏe mạnh, tươi xanh, giàu dinh dưỡng tại nông trại organic cùng công nghệ chiết tách hiện đại bậc nhất từ Israel, kết hợp với hương vị cà phê rang xay đặc trưng đã tạo nên tuyệt tác Cần Tây cà phê không chứa caffeine nhưng vẫn trọn vị ngon và nồng nàn hương cà phê, giúp con người tỉnh táo và sảng khoái tràn đầy năng lượng khi sử dụng. Sản phẩm đã được đăng ký Bộ Y tế với đầy đủ giấy công bố, giấy phép quảng cáo và giấy phép lưu hành trên thị trường. Mã vạch được đăng ký với Tổng cục Đo lường Bộ Khoa học Công nghệ. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, quý khách chỉ nên mua sản phẩm có đầy đủ tem chống giả, có dấu GMP do Bộ Y tế cấp phép, in trên bao bì sản phẩm của công ty dược phẩm Vinapharma Group sản xuất và phân phối. Đơn vị sản xuất, phân phối và truyền thông độc quyền tại Việt Nam, công ty dược phẩm Vinapharma Group, địa chỉ số 8, ngõ 4, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội, hotline 0947 106 996, website vinapharmagroup.vn. Chúng tôi cam kết với quý khách hàng sản phẩm được sản xuất tại nhà máy GMP với chất lượng tốt nhất, quy trình khắt khe nhất, đảm bảo mang đến sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.